Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn và thông báo cho các bạn cái dự án trên Lauspa của Binance. Sàn Binance thì nó đang có một cái chương trình, một cái dự án thứ 19 sẽ được lên Binance Lauspa, tức là nó sẽ bán trước ở trên Binance nhé các bạn nhé. Thì dự án này là Toko Crypto, có ký hiệu là TKO. Đây là một cái sàn của Indonesia, và trước đây thì các bạn đã biết là mình cùng làm cái airdrop ở trên ví, nó kết hợp với Sepal Wallet và nó ra cái chương trình airdrop. Khi mà kết thúc cái airdrop này rồi ấy thì nó bắt đầu nó bán trước ở trên trên sàn Binance. Thì các bạn đã biết ở trên Binance Lauspa thì nó sẽ có một cái chương trình bán trước và cái giá của nó là khoảng 0,1 đô la một đồng bán trước. Thì nó yêu cầu các bạn sẽ phải hô đồng BNB các bạn nhé, tức là cái đồng của sàn Binance. Thì bạn nào mà chưa có tài khoản Binance thì các bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản cũng như là xác minh KYC thành công nhé. Còn bạn nào mà chưa có mới thì các bạn muốn đăng ký và xác minh KYC thì các bạn sẽ search cái video hướng dẫn ở trên mạng các bạn nhé. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải mua cái BNB ở trên ví để các bạn có thể hold các bạn nhé. Đấy, thì cái dự án này token name là TKO này, giao spot hard cap là khoảng 7 triệu 500.000 USDT, hard cap là khoảng 20.000 USDT trên một user. Tổng cung là khoảng 500 triệu, đúng rồi, 500 tỷ phải không? TKO. Đấy, thì nó sẽ bán trước nhé các bạn nhé, khoảng 15% cái tổng cung của nó nhé. Một TKO thì tương đương với khoảng 0,1 USDT. Đấy, thì nó chỉ dùng BNB only thôi. Đấy, thì nó sẽ có những cái quy định như sau. Đây là cái dự án các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây. Thì ở đây là cái thông tin mà các bạn, ví dụ ở đây nó còn 6 đây nhá. KYC là verify, đây là cái tài khoản của mình nhá, tại vì mình đã login vào trong mà. Thì các bạn ấn vào link, sau các bạn ấn vào đây. Đấy, thì nó sẽ tính toán. Còn format thì các bạn sẽ ấn vào đây để xem cái thông tin của nó về cái dự án này, thì dịch ra nhỉ. Ghi lại số dư nhé, mức trung bình công bố thì các bạn sẽ ấn vào đây để xem là bao nhiêu ấy, nó tính cái BNB hold của các bạn ấy. Đấy, holding này. Nói chung các bạn cứ ấn vào những cái nút xanh xanh là nó có những cái bài viết về giới thiệu và hướng dẫn nhé. Đấy, ví dụ như các bạn view đây, dưới 50 nhưng mà trên một trạ dưới 50 và dưới 100. Đấy, cái này là trên 100 và dưới 150 thì các bạn sẽ nhận được hai lottery ticket, tức là các bạn sẽ nhận được hai vé. Ví dụ như các bạn hô 320 BNB thì các bạn sẽ nhận được 6 vé ở cái khu này. Cái này thì nó cũng hơi khó cho mọi người, tại vì là một số bạn hỏi nhiều quá cho nên mình muốn nói lại như thế, tại vì là nó cũng khá là khó, là khi mà nó yêu cầu các bạn sẽ phải hô BNB. Một BNB thì tương đương với khoảng 310 đô la bây giờ các bạn nhé. Đấy, thì các bạn vào đây ấy, thì các bạn thấy là nó sẽ tính toán như thế này. Đây. Đấy, nó mai sau này nó sẽ tính và nó sẽ tính toán ở đây nhá. Mùng 7 tháng 4 này. Daily thì chắc tí nó sẽ tính ở đây. Thì các bạn sẽ phải chuyển đây, chuyển cái BNB vào Lauspa nhé các bạn nha. Thì các bạn ấn ở đây, thì ví dụ như ở đây mình có 3,3 cái BNB đi, thì các bạn sẽ ấn vào đây và ấn vào Lau Spa nhé. Đấy, tài khoản đây này các bạn thấy chưa, Alice. Có rất là nhiều cái đồng Sepal Wallet cũng có này. Hôm nay là cái đồng này. Đồng này thì bắt đầu sẽ bằng từ ngày 31. 6 đây nữa.
Nên nó sẽ calculating, sau đấy nó sẽ ấy nhé, nó sẽ upgrade lại nhé các bạn nhé. Hold minimum, là 0,1 đến maximum các bạn nhé. Thì nó sẽ tính toán mức trung bình hàng ngày các bạn ạ, từ tất cả các tài khoản của bạn, ví dụ future, margin rồi spot các thứ đấy. Đấy, vẹn vay tiết kiệm các thứ là nó tính hết. Các bạn có BNB ở đâu là nó tính ở đấy nhé. Nó tính mức trung bình hàng ngày. Đấy, sau đấy thì nó sẽ chưa cho 7 ngày thì nó sẽ ra mức trung bình hàng ngày ấy. Đấy, ví dụ trung bình hàng ngày của các bạn là trên 100 BNB thì các bạn sẽ nhận được hai vé, và dưới 100 BNB thì các bạn sẽ nhận được là một vé. Đấy, ví dụ như thế. Các bạn có thể buy BNB và lưu ở trên cái ví của mình các bạn nhé. Từ 31, từ số dư của người từ ngày 31 này, 0:00 AM. Đấy, tức là từ hôm hôm tối hôm qua rồi nhỉ, hay là tối hôm nay nó mới tính ấy nhỉ. AM là sáng mà, sáng 31 tức là nó tính rồi ấy, phải không? Hôm nay là 31 tháng 3 mà, đúng rồi, tức là nó tính từ 0:00 AM, tức là từ đêm hôm qua, phải không các bạn? Đấy, đúng rồi, đến ngày 0:00 AM cuối ngày mùng 7, tức là gần ngày mùng ra ngày mùng 8 đấy mọi người. Cái mua này thì khá là khó nhá, thì dành cho những cái bạn có nhiều BNB ở trên ví của mình thôi. Thì bạn nào mà có nhiều BNB thì các bạn cứ để im, không cần phải bán đâu nhé các bạn nhé. Để các bạn có thể mua được cái đồng này thì chắc là sau ngày mùng 7 thì bắt đầu nó tính toán là các bạn có bao nhiêu vé để mua thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu vé. Ví dụ nó quy định là một vé, ví dụ các bạn nó quy định là một vé ở đây là được mua giới hạn là khoảng 200 coin đi, thì các bạn sẽ nhận được một vé thì các bạn sẽ nhận được 200. Ví dụ hai vé thì các bạn sẽ nhận được 400. Đấy, cứ thế mà nhân lên. Ví dụ ở đây các bạn nhận được là 6 hay là đây 10 vé đi. Đấy, 10 vé thì các bạn sẽ mua được 2.000. Đấy, 2.000 coin với giá 0,1 đô la một đồng. Đấy. Còn một vé thì các bạn ví dụ mua được 200. Đấy, nó sẽ tính toán kiểu đấy các bạn nhé. Ok, thì mình cũng giới thiệu cho các bạn như thế. Bạn nào mà chưa có cái tài khoản thì các bạn sẽ đăng ký bằng link ở bên dưới video, phần mô tả là phần mở rộng. Còn mình sẽ để link bài viết cũng như là để bên dưới để cho các bạn đọc và hiểu thêm về cái dự án này, cái event này, cái dự án Lao Spa ở trên Lao Spa của Binance này nhé. Tại vì là mình cũng không có hold nhiều cho nên mình cũng chưa mua được ở trên này bao giờ cả. Cho nên cũng còn hơi là mơ hồ mọi người nhé. Đấy, thì cũng chỉ là giới thiệu và hiểu hiểu như thế, đến đâu thì mình nói đến đấy thôi, chứ mình cũng cũng chưa mua bao giờ, cho nên là mình cũng thấy là nó khó, cho nên cũng khó, rất là khó mua dành cho những bạn nào có nhiều tiền và cũng hô nhiều BNB. Ví dụ các bạn hô 100, 500 BNB thì các bạn có thể vào đây nhé. Bạn nào theo dõi kênh của mình mà có nhiều thì hoặc là đã mua rồi thì các bạn phải thông cảm nhé, tại vì mà mình cũng chưa mua bao giờ cho nên mình cũng chưa có thể biết được nhiều cái thông tin về cái này. Mình chỉ biết đến đâu thì mình nói đến đấy thôi các bạn nhé. Đấy, nói chung là những cái bạn làm free là các bạn loại ra khỏi vòng chiến đấu rồi. Những bạn nào mà có ít 1-2.000 thì cũng cũng khá là khó để mà chen chân vào. Đấy, nói chung là những bạn nào mà 10.000 20.000 đô la thì có thể chen chân vào được. Chứ còn những cái bạn mà 1-200 vài trăm cũng không chen chân được vào, mình nghĩ là thế. Rất là khó. Tại vì lần trước mình đã bị cái con Sepal Wallet ấy, nó cũng không, mình cũng không trong cái danh sách để có thể mua lại được trước ấy. Mà cũng hô, hình như là lần đấy hô là một BNB hay sao, cũng không đủ cái tiêu chuẩn hay là không đủ như kiểu là nó xếp hạng ấy các bạn. Nó xếp hạng từ 1 đến 20.000 người đầu tiên ấy. Mình cũng ví dụ 20.000 cái người cuối cùng nó cũng lưu được, lưu trên ví của nó là 10.000 10 BNB thì coi như là mình loại rồi còn gì. Ok, thì bạn nào mà chưa muốn tham gia cái dự án này thì các bạn mình sẽ theo dõi và link mình sẽ để ở bên dưới video cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này.